Gương mặt tâm tiết thiên biến vạn hóa theo thời gian, xem lại ảnh cũ đến phanh ruột không nhận ra. Nhan sắc mặn mà của bà mẹ hai con tâm tiết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra nhan sắc ngày càng thay đổi của tâm tiết khiến nghi vấn giao kéo rộ lên. Rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm lo cho gia đình, nhưng tâm tiết vẫn luôn là cái tên đón nhận được sự quan tâm đặc biệt công chúng. Bên cạnh cuộc sống viên mãn với ông xã là thiếu gia có tiếng Hà Nội Ngọc Thành, nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của bà mẹ hai con khiến hội hot mom không khỏi suýt xoa. Thế nhưng việc có được ngoại hình vạn người mê khiến cụ hot girl Hà Thành không ít lần vướng phải nghi án giao kéo. Theo đó, tâm tiết vốn được biết đến là một hot girl Hà Thành đời đầu, sở hữu gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng những biểu cảm đáng yêu nữ tính. Tâm tiết ngày đó đã từng khiến bao chàng trai đổ gục. Tuy nhiên, kể từ khi theo chồng bỏ cuộc chơi, nhan sắc tâm tiết hiện tại sắc sảo, cá tính mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngắm lại mới thấy gương mặt đầy đặn trước kia đã thay bằng gương mặt vờ lai chuẩn chỉnh, chiếc mũi không quá nổi trội cũng đã trở nên thon gọn, cao ráo hơn hẳn. Sự thay đổi dễ dàng nhận biết theo thời gian này khiến khán giả có phần nghi vấn. Tâm tiết vốn được khán giả chú ý ngay từ đầu bước vào showbiz bởi khuôn mặt tròn xinh xắn và trong sáng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, không còn một tâm tiết được biết đến như một hot girl với hình ảnh dễ thương và nhẹ nhàng nữa. Bà mẹ hai con ngày càng trở nên nhuận sắc hơn. Cả hồi còn son rỗi, hiện tại tâm tiết sở hữu vẻ ngoài mặn mà quyến rũ đặc biệt. Những thay đổi rõ rệt trên cơ thể cô khiến không ít lần vướng phải nghi án giao kéo. Hình ảnh gần đây khi tâm tiết xuất hiện với gương mặt dài với chiếc cằm vờ lai khác lạ khiến fan không khỏi nghi ngờ. Không phải là chiếc cằm ngắn trông khá thô ở thời điểm, mà là một hot girl đình đám. Tâm tiết sở hữu chiếc cằm thon gọn và gương mặt thanh thoát. Nhiều người đồn đoán bà mẹ hai con đã chán gương mặt bầu bỉnh trước kia và chạy theo xu hướng với gương mặt dài bằng một ca phẫu thuật đụng cằm. Tuy nhiên, một số người bên vực cô thì cho rằng đây là kết quả của việc giảm cân. So sánh hình ảnh trước đó để dễ dàng nhận thấy, chiếc cằm tròn ngày nào của tâm tiết nay đã thon gọn hơn và đẹp chuẩn chỉnh theo kiểu vờ lai. Một số hình ảnh khán giả còn chẳng thể nhận ra cô ngày nào. Nếu không cũng là kết quả của quá trình dậy thì thành công hoặc những bức ảnh tâm tiết đăng tải do được xử lý kỹ càng. So với ngày mới xuất hiện ở những bức ảnh này, tâm tiết không còn gương mặt bầu bỉnh đáng yêu nữa. Sự thay đổi của chiếc cằm tâm tiết sau nhiều năm, rõ ràng nó đã dài hơn, nhọn hơn, làm gương mặt người đẹp thanh thoát hơn rất nhiều. Khuôn mặt người đẹp khi xưa cũng được nhận xét là thô hơn bây giờ. Bên cạnh chiếc cằm nhọn theo thời gian, cộng đồng mạng cũng tinh ý nhận ra được sự khác thường của chiếc mũi trong những bức ảnh đăng tải gần đây của tâm tiết. Nhiều nghi vấn cho rằng người đẹp cũng đã tút tác đôi chút cho chiếc mũi thêm phần thanh thoát, chiếc mũi thẳng cao, đặc biệt là phần cánh mũi thon gọn. Chính chiếc mũi ấy khiến gương mặt của tâm tiết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tâm tiết và gương mặt không gốc chết ở hiện tại. Chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay sự thay đổi của hot girl theo năm tháng. Tuy nhiên, chẳng phải đợi đến thời gian gần đây, người đẹp này mới vướng phải nghi án giao kéo. Mà ngay cả những năm 2012, tâm tiết đã từng vướng nghi án. Từng trang ngực khiến cô phải chủ động xin rút lui khỏi một cuộc thi nhan sắc. Khi được hỏi, tâm tiết không phủ nhận lời đồn nâng ngực, nhưng khéo léo nói rằng cô rất hài lòng với bản thân để không phải cậy nhờ giao kéo. Nhìn lại bức ảnh ngày xưa có thể thấy khuôn ngực của tâm tiết khá khiêm tốn. Thế nhưng khi trở lại với hình ảnh khuôn ngực tròn đầy, người đẹp khiến dân tình đặt ra nghi vấn từng trang ngực. Nếu thời con gái tâm tiết là hot girl thì sau khi lấy chồng sinh con, cô nàng đã gia nhập những hot mom của showbiz Việt. Không chỉ với cuộc sống sang chảnh, được chồng chiều chuộng, mà người đẹp còn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, vóc dáng thon gọn chẳng kém gì thuở xưa. Quả thật, dù vẻ đẹp của hot girl là tự nhiên hay nhờ giao kéo, thì tâm tiết vẫn khiến người khác kinh tị với vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Cô được nhiều người chú ý hơn với hình ảnh vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Bố mẹ lần lượt có tình mới, cuộc sống ở tuổi lên 8 của nhóc tỳ Subel thay đổi ra sao? Subel, con trai Hồ Ngọc Hà cường đô la, may mắn có được bố mẹ giàu có nổi tiếng. Nhưng dù đã đường ai nấy đi, hai người vẫn dành rất nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm con cái. Hồ Ngọc Hà cường đô la là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz giữ được mối quan hệ tốt sau ly hôn. Bận rộn với công việc, song con trai của cặp đôi là bé Subel vẫn luôn được bố mẹ thay phiên chăm sóc. Cậu bé 8 tuổi đã cao lớn gần bằng mẹ, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Subel, con trai Hồ Ngọc Hà cường đô la, là một trong những cậu bé nổi tiếng từ khi chưa lọt lòng của showbiz Việt. Mẹ của cậu là nữ hoàng giải trí, còn bố Subel chính là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam. Cuối năm 2014, cả hai quyết chia tay khiến nhiều người tiếc nuối. Hà Hồ cho biết cô sẵn sàng ngủ chung giường với chồng cũ, cả hai chia nhau chăm sóc cho Subel. Và trong những sự kiện quan trọng của cậu bé,
họ vẫn cố gắng có mặt cổ vũ cho con trai để Su Beo không thiếu thốn tình cảm dù cha mẹ đã đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La vẫn dành thời gian cùng đưa con trai Su Beo đi chơi. Sau chia tay, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ đang hẹn hò với nam diễn viên Kim Lý. Còn Cường Đô La cũng đang hạnh phúc Đàm Thu Trang, cả hai còn bị đồn đoán sẽ kết hôn vào tháng 5 năm sau. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi, cuộc sống của Su Beo sẽ thay đổi như thế nào khi cả bố và mẹ đều đã có hạnh phúc mới. Dù bận rộn công việc hay dành thời gian riêng cho việc yêu đương, Cường Đô La cũng không bao giờ quên việc dành khoảng thời gian riêng cho con trai. Hai bố con rất tình cảm, Cường Đô La thường xuyên đưa con đi chơi, đi du lịch, tham gia các hoạt động mà Su Beo yêu thích. Nhiều người nhận xét bé Su Beo giống bố như hai giọt nước. Hai cha con thường xuyên đi chơi với nhau, cậu bé khá quấn quýt với bố của mình. Su Beo khá thân thiết với bố. Được biết Đàm Thu Trang cũng rất yêu quý Su Beo. Công chúng từng bắt gặp nữ người mẫu đưa Su Beo đi chơi trung thu. Ngoài ra mỗi lần xuất hiện, Đàm Thu Trang thường nắm tay con trai riêng của người yêu ấm áp. Hành động này của chân dài sinh năm 1989 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tương tự như Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà vừa bận kinh doanh vừa bận chạy show, nhưng lúc nào cũng dành ưu tiên số 1 cho Su Beo. Cậu ấm này thường xuyên được mẹ cho đi lưu diễn. Hay mỗi lần phải đi xa mà không có Su Beo, Hà Hồ vẫn luôn bày tỏ nỗi nhớ con trai da diết. Kim Lý cũng rất yêu thương Su Beo, anh thường dạy cho Su Beo những bộ môn thể thao yêu thích như bóng đá hay chơi golf. Ngoài ra đôi khi anh cũng hộ tống cả hai mẹ con đi lưu diễn. Và lúc Hà Hồ đang biểu diễn trên sân khấu thì Kim Lý chính là người đảm nhận vai trò trong nom Su Beo. Su Beo ngày càng lớn rất ngoan và chững chạc, mặc dù bố mẹ không còn bên nhau, nhưng có lẽ Su Beo vẫn là một em bé hạnh phúc vì luôn nhận được tình yêu của bố mẹ, ông bà và rất nhiều người xung quanh. Chắc hẳn trong tương lai, Su Beo sẽ trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, giàu tình cảm và biết yêu thương mọi người. Mặc dù cha mẹ đã đường ai nấy đi, nhưng Su Beo vẫn là cậu bé hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Hồ Ngọc Hà từng cho biết, điều quan trọng nhất chính là Su Beo, anh nuôi dạy con thế nào, em chăm sóc con ra sao. Trong một tuần có 7 ngày chia đôi ra, chúng ta vẫn có thể là một gia đình đi chơi vui vẻ. Chỉ có điều cuộc sống của anh giữ, của em giữ. Quan trọng là Su Beo được gặp cha, gặp mẹ mỗi ngày, được đi chơi mỗi tuần và được quan tâm bình thường. Trong khi các cầu thủ ăn mừng chiến thắng, có một người lặng lẽ cúi đầu bước đi. Khi toàn đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng oanh liệt trước Philippines, Xuân Trường lại có phần trầm lặng hơn. Vừa qua ngày 7 tháng 12, có lẽ là một buổi tối đầy cảm xúc khi mà đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người trong đội tuyển cũng như cả nước ăn mừng chiến thắng đó, thì Xuân Trường, chàng tiền vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam lại có phần trầm hơn bình thường. Lý do chính có lẽ là bởi trong giải đấu AFF Suzuki Cup lần này, Xuân Trường ít có cơ hội lập công và thi đấu có phần mờ nhạt hơn so với những giải đấu trước. Hình ảnh lầm lỗi của Xuân Trường khi bị thay ra sân khiến fan hâm mộ đau xót. Ở trận bán kết lượt đi, theo chiến lược của huấn luyện viên Park, Xuân Trường không được ra sân từ sớm. Trong khi đó ở trận đấu này, tuy được ra sân từ đầu, nhưng từ phút 60 anh đã bị thay ra. Lý do chính là bởi lối đá của Xuân Trường có phần lạc nhịp so với đồng đội. Thêm vào đó, anh chàng tiền vệ sinh năm 95 này thiên về lối đá khéo léo và kỹ thuật, nên khi gặp phải đội tuyển Philippines với lối đá rất rác, anh khó có thể phát huy được sở trường của mình. Tuy vậy, anh vẫn có được những đường chuyền sắc sảo, giúp đồng đội có được những pha bóng uy hiếp cung thành đối phương. Rất nhiều fan hâm mộ của Xuân Trường đã thể hiện sự đồng cảm với anh. Hình ảnh Xuân Trường lầm lũi, bị thay ra khỏi sân từ sớm đã khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi xót thương. Có lẽ áp lực từ việc luôn phải chơi tốt khiến anh dù vui cho chiến thắng đội tuyển, nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân. Nhiều người cho rằng các fan hâm mộ thường chỉ nhớ và tung hô những người ghi bàn mà quên đi công lao của những người chuyền bóng, tạo nên tiền đề cho các bàn thắng. Facebook Thu Trang, một fan hâm mộ Xuân Trường từ thời U19, thể hiện sự an ủi cho anh. Không sao, có những lúc như thế này thì cũng sẽ có những lúc em tung cánh bay cao và tỏa sáng. Em sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhìn giải năm nay trong Xuân Trường buồn lắm. Cái dáng đi nặng trĩu đầy tâm trạng mà thương, vẫn luôn tin và ủng hộ Xuân Trường như ngày đầu biết đến U19, cố lên nhé. Bạn Tuyết vẫn đánh giá cao khả năng của Xuân Trường. Đúng mà, Trường đá thiên về kỹ thuật chính xác, như thế cũng đã hết mình rồi. Hãy động viên và yêu thương Trường để em có động lực tiếp tục thể hiện mình trên sân. Vì đây là nhân tài của bóng đá nước nhà, một lần nữa mong mọi người luôn bên em, cố lên Trường ơi. Một số người khác cũng cho rằng fan hâm mộ bóng đá đang thiếu đi sự sâu sắc cần có và không đánh giá cao sự đóng góp của những người như Xuân Trường. Fan hâm mộ Nguyễn Linh Trang chia sẻ thêm, miệng đời bình thường sao mà tránh.
Thôi thì cái nghề này nó vốn dĩ khắc nghiệt như vậy rồi, cố gắng lên em, rồi em sẽ trở lại thành công hơn nữa thôi mà. Chiến thắng của một đội bóng không chỉ là công lao của một cầu thủ xuất sắc, mà là cả một tập thể xuất sắc. Chính vì thế người hâm mộ bóng đá nên có cái nhìn công tâm hơn đối với đóng góp của các cầu thủ, đừng tạo nên những áp lực vô hình khiến họ không thể phát huy hết khả năng của bản thân.